Hôm nay là ngày 25 tháng 3. Nhà chúng ta đang tổ chức party. Đó, những nhân vật luôn luôn giấu mặt. Đó, đây. Xin không, mình không nói gì hết á. Thôi để lát khi nào mình ăn, mình phi đồ ăn. Nào, hãy cho một cái review trong cái căn bếp của chúng ta. Biết mày. Chào mừng các bạn đến với gian bếp của nhà B302 Nguyễn Dí. Thì hôm nay là một buổi party của nhóm tụi mình có đầy đủ 4 thành viên. Thì mời các bạn cùng điểm sơ qua những thành viên của nhà mình nhé. Đầu tiên là Quỳnh Mama, một fan cứng của BTS. Quỳnh thì thuộc cung song ngư với những... Ủa song song sự nữ. Sự nữ với những đặc tính, với những cái tính cách gọi là kỹ lưỡng trong gia đình thì Quỳnh được phong làm danh hiệu mama nhất nhà. Tiếp theo, người lớn nhất cũng như là người nhỏ nhất là Linh Út. Là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất nhà thì Linh luôn có những cái gọi là cái gì đó. Được các chị nhắc nhở, nhưng mà Linh vẫn không sao, Linh vẫn vui vẻ với các chị. Rồi thành viên cuối cùng của gia đình nhà mình không thể thiếu đó là Nguyễn Gia. Rồi Nguyễn Gia tự giới thiệu về mình em. Dạ em tên là Nguyễn Gia. Tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hồng Ngọc đó nha. Em mới đi làm về, đang ngồi xách đi leo đợi ăn, đợi xuyên ti nấu cho món rất là. Rồi yêu màu đen ghét sự giả dối. Đúng rồi, yêu màu đen ghét sự giả dối. Có bị không đi quen lắm. Còn gì nữa không? Hết rồi. Giả dối. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong vlog từ sau nha. Đừng quên nhấn like và share.